ึกกับนางเอกใครไปขับtrên máy bay có 8 cửa thoát hiểm. Xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exit. 2 cửa ở phía sau. 2 exits in the rear. 4 cửa ở giữa khoang hành khách. 4 exits in the middle. Và 2 cửa ở phía trước. 2 exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage phía trước. Please read the safety information card stowed in the seat pocket in front of you carefully. Xin cảm ơn. Thank you. Đối với hành khách ngồi hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn mở cửa thoát hiểm trong bản hướng dẫn an toàn bay và không mở cửa thoát hiểm nếu không có chỉ dẫn của tiếp viên. For those who sit next to emergency exit, please read the emergency exit instruction in the safety information card carefully and do not open the exit. Right, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatory during this time. Thank you for your cooperation.
để trình báo với nhà chức trách tại Indonesia. Hành khách sở hữu 100 triệu rupiah tiền mặt trở lên sẽ được yêu cầu điền vào mẫu khai báo quy định khi nhập cảnh và xuất cảnh Indonesia. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we have an important announcement. It is required by Indonesian law the possession of any narcotic substance or illegal drug is strictly prohibited and will lead to death penalty. For those who have any information of such possession, make it forward to report to the Indonesian authority. Passengers in possession of 100 million rupiah cash or more are requested to fill the custom declaration form when entering or exiting Indonesia. Thank you.
13 độ C. Vị trưởng an toàn khuyến khách vui lòng vừa quỷ tại chỗ với dây an toàn bên cạnh trái và không mở hộp hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu hệ dây an toàn được tắt đi. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và trao bỏ quên hành lý trước khi rời khỏi máy bay. Quý khách tuyệt đối không uống thuốc. Để cập nhật thông tin về lịch bay, đặt từ chỗ và các chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjetair.com hoặc liên hệ 1900 1886. Một lần nữa, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno Hatta International Airport, Jakarta, Indonesia. The local time now is 12:20 p.m. and the outside temperature is around 33 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened and do not open the overhead lockers until the aircraft has completely stopped and the flight visible sign has been turned on. When opening the overhead lockers, before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. Smoking is strictly prohibited. For more information about the schedule, booking and purchasing tickets, latest promotions, please visit our website at vietjetair.com or contact 1900-18. Autoricemos nuestro coche.